Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình carbon Motaci mang thương hiệu của Ý. Và đây là một chiếc xe gần đây mới về tại cửa hàng em, màu đen vàng các bác nhé. Trước đây em đã về rồi, về một chiếc như này. Vâng, đây là một chiếc địa hình carbon. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, em đánh giá chiếc xe này tổng thể trên 85%. Màu đen vàng rất là sport, rất là thể thao. Chiếc Motaci nổi trên khung xe. Và những vạch tem xe, sơn xe đây. Rất là hài hòa. Màu đỏ vàng, màu đen vàng. Rất là khỏe các bác nhá. Và em thấy chiếc xe này nhìn qua thôi thì tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Cái vành đây, nguyên bản của Motaci. Đây các bác có thể thấy. Và đến cọc yên thì cũng là nguyên bản theo xe Motaci. Yên. Vâng, tất cả đều đồng bộ và nguyên bản các bác nhé. Chưa được lai tà bất cứ cái gì cả. Và đây chiếc xe được trang bị dây âm sườn cao cấp. Dây âm sườn. Dòng địa hình thì khung rất là to và rất là khỏe các bác nhé. Các bác có thể nhìn đây ở dưới khung này. Khác với những dòng đua đầu touring thì địa hình nó có gì đó rất là hầm hố. Và dây âm sườn toàn bộ. Đến đây luôn. Và ghi đông cổ phốt thì vẫn nguyên zin của Motaci. Đây các bác có thể thấy. Chữ E, logo của hãng Motaci. Đây chữ M ngược thì đúng hơn, không phải chữ E. M các bác nhé. Đây, ghi đông. Và trên khung xe có ghi là size 17. Bây giờ sẽ đo chiều cao size đứng. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 42. 42 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Giảm sóc hơi nguyên bản của Motaci. Vâng, chiếc xe này tất cả đều nguyên zin theo xe. Đây hơi đây, chỗ xả hơi xả em. Sóc hơi các bác nhá. Đây đây là chỗ khóa sóc. Vâng, và xe được sử dụng tay bấm xả của Shimano Antut nguyên bản theo xe. Bên này bên lip Shimano Antut đây, bên đĩa bấm cũng Shimano Antut, bộ phanh dầu thủy lực Shimano. Giảm sóc hơi. Đây là bộ vành trước nguyên bản, nguyên zin theo xe của Motaci. Và thông số là 26 x 1,95. Đây lốp rất cơ bản của dòng địa hình. Và xe được trang bị đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Rất là cao cấp. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhé.
Đây một mẫu xe địa hình carbon, giá rất là hợp lý tại cửa hàng em. Củ đề của Shimano Antut, xe được sử dụng 2, 4, 6, 8, 9, 9 tầng lip và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Đây là thông số lốp sau, thức lốp rất là mới các bác nhé, xe rất đi độ mòn rất ít. Đây bộ phanh dầu của Shimano, phanh dầu đĩa thủy lực. Dán xe test chuyển động của xe 9 lít và 3 đĩa. Bộ lip trắng 9 tầng lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Xuống lip. Bên phải, bên tay phải là bên đĩa 3 tầng, từ đĩa trục rỗng của gạt đĩa của Shimano Antut lên đĩa. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Dây âm sườn toàn bộ. Đây là một cái xe hãng của Motachi. Đây là phụ tùng nguyên zin của Motachi. Các bác có thể thấy đều website của xe sản xuất hơi. Vâng, em vừa review xong chiếc xe Motachi, một chiếc địa hình carbon mới về tại cửa hàng em. Và chiếc xe giữ toàn bộ đồ là Motachi các bác nhé, nguyên zin. Chiếc xe này siêu zin. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 7.9 triệu. Miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những mẫu xe mới về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424. Và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.